Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận định hiện nay là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Thủ tướng quán triệt lãnh đạo các bộ ngành và địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện số 65, yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Công điện nêu rõ Hiện nay đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Người đứng đầu Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giả soát, kịp thời phát hiện chủ động sơ tán di rời người và phương tiện tài sản ở những khu vực nguy hiểm không bảo đảm an toàn đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu ven sông suối khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát hỗ trợ hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện nhất là tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần chủ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần phối hợp với cơ quan liên quan, chỉ đạo vận hành an toàn các công trình, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo quy định, hạn chế tối đa thiệt hại Thủ tướng cũng lưu ý, lãnh đạo các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao cần phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp công nghiệp thủ tướng cũng giao bộ giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt nhất là trên các trục giao thông chính Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm nay mùng 3 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7. Khu vực Bắc Bộ, từ đêm mùng 3 tới mùng 4 tháng 7, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày mùng 5 tới mùng 7 tháng 7, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, Nam Trung Bộ từ ngày mùng 4 tới mùng 5 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ thông tin khả năng La Nina sẽ được thiết lập trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 với xác suất 65%. Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 7 năm 2024 ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,3 tới 0,7 độ C. Theo đó, trong tuần đầu của tháng 7, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam dạnh áp thấp ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam trên khu vực phổ biến có cường độ trung bình, áp cao cận nhiệt đới có trục phổ biến ở khoảng 25-30 độ Vĩ Bắc, hoạt động khá mạnh. Thời tiết khu vực trong tuần có mưa nhiều, phổ biến từ giải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc xoáy, gió giật, xét đánh trong những cơn mưa rông. Đề phòng những trận mưa với cường độ lớn có thể gây ngập đường ở những đô thị lớn, tổng lượng mưa tuần sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến trong khoảng từ 70-170mm nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,2 tới 0,5 độ C, giao động từ 26,5 tới 28 độ C. Trong tuần giữa tháng, phổ biến có mưa rào và rông rải rác, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối. Đề phòng rông, lốc, xét có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa rông. Ngày nắng và khả năng một vài nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,3 tới 0,7 độ C. Tuần cuối tháng, thời tiết khu vực Nam Bộ phổ biến có mưa rào và rông rải rác, với khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Đề phòng lốc, xét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong những cơn mưa rông. Tổng lượng mưa sấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 0,2 tới 0,4 độ C. Nhiệt độ tháng 7 năm 2024 ở khu vực Nam Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26,5 tới 28 độ C, cao nhất phổ biến từ 32 tới 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 tới 26 độ C. Cơn ác mộng mang tên biến đổi khí hậu đang tiếp tục phủ bóng đen tại hai khu vực trên thế giới là Caribe và châu Âu với những hệ quả nghiêm trọng của mưa lũ. Tổ chức khí tượng thế giới hôm qua cảnh báo Biến đổi khí hậu sẽ còn làm tăng các cơn bão hủy diệt trong thời gian tới. Nhiều nước châu Âu như Italia, Thụy Sĩ và Pháp đang phải hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Tính đến nay, có khoảng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do thiên tai tại các nước này. Mưa lũ còn khiến mạng lưới điện hư hỏng, gây vỡ đập và thiệt hại đáng kể cho các khu đô thị xung quanh, cũng như làm cản trở quá trình cứu hộ, đặc biệt tại các thung lũng nằm sâu trong núi. Trong khi đó, khu vực Caribe đang đối mặt với một cơn bão mang tên Berin đang tiếp tục mạnh lên, đe dọa tàn phá các cộng đồng với lũ lụt, nước dâng và gió lốc có khả năng gây chết người. Cảnh báo bão đã được ban bố đối với các quốc đảo: Barbados, San Lucia, Saint Vincent and Grenadis, Grenada, Tobago, Trinidad, Cộng hòa Dominica và Haiti. Tại khu vực Đông Caribe, phần lớn các cơ sở kinh doanh đã đóng cửa người dân tích trữ thực phẩm và đổ xăng cho phương tiện đi lại khi cơn bão đang đến gần. Do tính chất nghiêm trọng của cơn bão, hôm qua, các nhà lãnh đạo của cộng đồng Caribe đã nhất trí hoãn hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 47, dự kiến được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 7 tại Grenada để tập trung chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Trong những năm gần đây, cụm tư biến đổi khí hậu đã không còn xa lạ với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng nghiêm trọng, sốc nhiệt và bão lũ tại nhiều nước và khu vực trên thế giới. Trong một báo cáo công bố ngày 1 tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến khả năng xuất hiện các cơn bão lớn ngày càng tăng mà còn liên quan đến sự gia tăng trực tiếp sức mạnh hủy diệt của chúng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, kiểm soát các hành động gây biến đổi khí hậu của con người có vai trò không nhỏ trong việc kiềm chế sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu đặc biệt là các nước đang phát triển vốn dễ bị tổn thương hơn trước thảm họa thiên tai